Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. 3.800 tù nhân được đặc xá nhân dịp quốc khánh. Ngày 30 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay Việt Nam đặc xá cho gần 3.800 tù nhân, không gồm Đinh La Thăng và Chu Ngọc Anh. VOA trích dẫn báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định đặc xá năm 2024 do ông Tô Lâm ký ngày 29 tháng 9 trong một buổi họp báo có sự phối hợp của Bộ Công an Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao ngày 30 tháng 9. Đợt đặc xá này trả tự do cho hơn 3.700 người, nhưng không gồm những nhà hoạt động chính trị hay các quan chức chính quyền bị án tù trong các vụ đại án tham nhũng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, ông Lâm vừa kết thúc chuyến công du tới Mỹ và Cuba và hiện đang ở Mông Cổ trong chuyến thăm cấp nhà nước. Trước chuyến thăm Mỹ nói trên, chính quyền Việt Nam đã thả tự do trước thời hạn cho hai nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng. VOA cũng cho biết, theo báo tin tức, đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc Khánh, vốn được Việt Nam kỷ niệm vào ngày 2 tháng 9. Báo tin tức nói thêm, đợt đặc xá năm nay một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Tờ tin tức dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết tại buổi họp báo rằng có 561 người dân tộc thiểu số được đặc xá năm nay. Vị thiếu tướng cũng nói rằng trong số gần 3.800 người được thả trước thời hạn có 403 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 275 người phạm tội về chức vụ, 205 người phạm các tội về ma túy, 64 người phạm tội giết người trong số nhiều tội phạm khác. Và đây là hình cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. VOA lưu ý không có bất kỳ nhà hoạt động chính trị nào được thả tự do trong đợt đặc xá này. Việt Nam đã công bố chính đợt đặc xá vào dịp ngày 2 tháng 9, một sự kiện mà chính quyền nói là trọng đại, với tổng số hơn 92.000 người đã được thả trước thời hạn. Các nhà hoạt động vì tự do và dân chủ mà các tổ chức nhân quyền quốc tế gọi là tù nhân lương tâm không được thả trong những đợt đặc xá trước đây. VOA trích bản tin hồi đầu tháng trước của đài tiếng nói VOV về đợt đặc xá năm nay cho biết rằng những phạm nhân bị kết án tù về tội phản bội tổ quốc, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, gián điệp, xâm phạm an ninh lãnh thổ hay bạo loạn không được đề nghị xét tha trước thời hạn. Vẫn theo báo tin tức, Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm ngày 30 tháng 9 cho biết, ông Đinh La Thăng và ông Chu Ngọc Anh không nằm trong danh sách những người được đặc xá đợt này. VOA nhắc lại ông Đinh La Thăng, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Và đây là hình cựu phó bí thư thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh. Trong khi đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị kết án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong vụ thổi phòng giá kýt xét nghiệm Việt Á. Những vụ án này được xét xử khi cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam mở rộng từ các bộ ngành trong chính quyền tới các tập đoàn kinh doanh lớn trong nước. Theo VOA, vào tháng 8, chính quyền Việt Nam cho biết có khoảng 643 người nước ngoài đang thụ án tại Việt Nam. Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng có hơn 160 tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam. VOA cho biết thêm, dự kiến những người được đặc xá năm nay sẽ được thả tự do vào ngày 1 tháng 10. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 3.800 tù nhân được đặc xá nhân dịp quốc khánh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ba tù nhân lương tâm trại số 6 tuyệt thực. Ngày 28 tháng 9, AFI tiếng Việt cho hay, ba tù nhân lương tâm trại giam số 6 đồng loạt tuyệt thực, đòi nhà nước phóng thích hết tù chính trị. Theo đó, ba tù nhân lương tâm ở trại số 6, Thanh Chương, Nghệ An, đã thông báo tuyệt thực kể từ ngày 28 tháng 9 để phản đối chế độ giam giữ hạt khắc và yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. AFA cho biết trong một cuộc gọi điện thoại về nhà cho gia đình ngày 27 tháng 9, ông Trịnh Bá Tư đã nói với chị dâu của mình là bà Thu Đỗ rằng từ ngày 28 tháng 9, ông cùng với hai tù nhân lương tâm khác là Bùi Văn Thuận và Đặng Đình Bách sẽ bắt đầu tuyệt thực. Và đây là hình bài trên AFA. AFA trích dẫn thông điệp và mục tiêu của cuộc tuyệt thực được bà Thu Đỗ loan tải trên Facebook của mình như sau. Một là kêu gọi nhà nước phóng thích tù chính trị và các nhà hoạt động xã hội nhằm mở đường cho đất nước dân chủ hóa để thiết lập một nhà nước pháp quyền. Từ đó mới có thể bảo vệ thực chất quyền con người cho từng người dân. Chỉ có như vậy, đất nước mới bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ quyền độc tôn với nhà nước và xã hội. Thứ hai là phản đối chế độ giam giữ hà khắc, vô nhân đạo của Thái Văn Thủy, Nguyễn Văn Du là những người đứng đầu phân trại 1, trại giam số 6 Nghệ An. Yêu cầu chấm dứt ngay chuồng cọp và sự hủy hoại sức khỏe, tinh thần của tù nhân chính trị. AFA cũng cho biết, trong cuộc gọi điện nói trên, ông Trịnh Bá Tư cho biết, lần này mọi người sẽ chiến đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra. AFA cũng dẫn lời bà Trịnh Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận nói rằng, kể từ ngày 11 tháng 4, các tù nhân chính trị khu K1, bao gồm chồng bà, đã bị giam giữ trong các khu vực biệt lập, thường được gọi là chuồng cọp, không được phép ra ngoài để tập thể dục hoặc sinh hoạt. Điều này là trái với quy định của trại giam rằng các tù nhân được ra sân chung để sinh hoạt văn nghệ, thể thao vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Và đây là hình 3 tù nhân lương tâm ở trại giam số 6 từ trái qua Bùi Văn Thuận, Trịnh Bá Tư và Đặng Đình Bách. Đặc biệt là trong mùa hè nóng bức, theo lời ông Thuận kể lại với bà Nhung, các tù nhân lương tâm phải sống trong những phòng giam nhỏ hẹp với điều kiện vệ sinh rất kém. Bên trong phòng giam chỉ có một chiếc quạt không đủ để lưu thông không khí trong thời tiết nóng bức. Anh Thuận bị giam ở trong một căn phòng 3 người nhưng chỉ rộng 12 mét vuông và nhà vệ sinh tắm giặt ở trong cái buồng đó luôn thì cái không gian rất là nhỏ mà ba người ở trong đó rất là tù túng và bị nhốt trong phòng gần như suốt ngày, bà Chung kể lại. Điều này đã khiến ông Thuận bị giảm cân và suy yếu về sức khỏe, tinh thần căng thẳng và mệt mỏi trong thời tiết khắc nghiệt của mùa hè miền Trung. Theo AFA, khi biết chồng mình chuẩn bị tuyệt thực trong trại giam. Bà Nhung bày tỏ nỗi lo lắng cho sức khỏe của ông, vốn đã không tốt do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Tuy nhiên, bà cho rằng hành động này của ông Thuận là chính đáng và bà luôn đồng hành ủng hộ chồng. Vẫn theo AFA, ông Trần Huỳnh Duy Thức, cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng, vừa bị trại giam số 6 cưỡng bức đặc xá vào ngày 19 tháng 9, đã công khai lên tiếng ủng hộ ba người từng ở chung trại trước khi ông được phóng thích. AFA cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên ba tù nhân lương tâm này tuyệt thực trong trại giam số 6. Ông Trịnh Bá Tư, 35 tuổi, là một nhà hoạt động vì quyền đất đai, bị tuyên án 8 năm tù giam hồi năm 2020 với tội danh phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước cùng với mẹ và anh trai. Luật sư Đặng Đình Bách, 46 tuổi, đang thụ án tù 5 năm về tội trốn thuế. Ông Bùi Văn Thuận, 43 tuổi, đang thi hành án 8 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 3 tù nhân lương tâm trại số 6 tiếp tục tuyệt thực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo lê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.